Hôm nay chúng ta sẽ học bài mệnh lệnh 55 là cướp miếng xe sơ rơ hoặc đây là hãy thử kiểm tra xem, còn là cướp miếng xe sơ đây là bảng lương các bạn nhé. Cướp miếng xe sơ là bảng lương. Thì đây mục tiêu bài Thì học bài alo ạ. Hiếu bảo gì đi Hiếu, ai hay Trang? Hắc sư mục tiêu là mục tiêu bài học là cướp miếng dê sơ hoặc kỳ nạc, tức là chúng ta kiểm tra cái phiếu lương khi mà chúng ta làm xong 1 tháng ở bên Hàn Quốc. Tiếp theo là tang hoặc kỳ nạc, tức là đây là gì ạ? Không không phải tang, không phải su tang ấy, tôi thiếu một chút ở đây. Su tang hoặc kỳ nạc tức là kiểm tra lại số tiền phân tung phần hoạt động ạ. Cướp miếng xe sơ ý kỳ là đọc phiếu lương, cái này chúng ta sẽ kỹ năng sau bài này chúng ta sẽ đọc phiếu lương được. Ô huy phần từ vựng cướp a xe cơm, cướp là cái trợ cấp, cướp qua là và miếng xe sơ và địa xe cơm, xe cơm là thuế. Tiếp theo là su tang, đây là su tang là trả thêm. Chúng ta trả thêm nhé các bạn nhé. Tiếp theo chương bô môn hoa phần thông tin văn hóa thì chúng ta có luôn là phần đây ạ, có luôn phần World Cup đó chính là lương tháng ạ nhé. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ vào đoạn hội thoại số 1. Đó là bạn này bạn thắc mắc về World Cup và cúp phiêu miên thế. Hiếu còn lo ngoài hay sao? Đó, cúp phiêu miên thế đây là cái bảng lương. Thì chúng ta xem là hai bạn này nói chuyện với nhau như thế nào. Đây là cuộc nói chuyện giữa Chi Ân và Ivan. Ivan gì? Không trang Hoa Kỳ hay báo sớm. Bạn đã kiểm tra tài khoản ngân hàng chưa? Won't go be to the one and như có lương rồi đấy. Nè, 그런데 생각보다 적은 것 같아요. Trước là ít. 생각보다 so với suy nghĩ thì ít hơn. Tức là, thế nhưng so với suy nghĩ thì có vẻ thấp hơn. Lương vào tài khoản nhưng mà ví dụ mình nghĩ là mình được 2 triệu nhưng mà thực tế vào tài khoản có 1 triệu 8 chẳng hạn thì đấy là có suy nghĩ thì lương có vẻ thấp hơn. Kế sơ sơ pon kumegi anito, không phải là số tiền đã nhìn thấy trong hợp đồng đấy, đây không phải là kumeg là cái số tiền pon đã nhìn thấy kế sơ giờ trong hợp đồng ở hợp đồng này. À từ cơn khắc trong vụ hôm qua chê cơm tèm mùi hiểu kèm mùi hiểu, đó là vì thuế và các loại bảo hiểm, cái đó là vì thuế và các loại bảo hiểm. Kế ác tuyên im cương mề thờ, cái lương ở cái lương mà được ký trong hợp đồng ấy. Xe cơm hà vô phô hôm điều rơn bên mang cơm hạt cơ tuần nhỏ. Bạn chờ tôi một chút nhé. Pen mang cườm ạ. Pen mang cườm là bỏ đi ạ nhá. Trừ đi ạ.
Đây, từ số tiền hợp đồng trừ thuế và bảo hiểm chính là số tiền nhận được. Đấy. À, 계약서에 임금은 모두 받는 게 아니군요. À, thì ra là cái số tiền ký trong hợp đồng ấy là không phải là số tiền tất cả. Số tiền nhận được không phải là số tiền tất cả trong hợp đồng. D. 급여명세서를 보면 nếu mà xem cái bảng lương ấy, xin su leng yak gi ra thì xem trong bảng lương, nếu mà xem trong bảng lương ấy thì có cái mục là xin su leng yak. Xin su leng yak đây là thực lĩnh nhé. Cứ kê iban siga xin chế độ phạt nhân thôn, đó là số tiền gì ạ? Cái đó là số tiền mà thực tế mà bạn Ivan được lĩnh, được nhận. Đấy là cái cọc mà xin su lẻ nhé. À, kurokunyo. À, thì ra là vậy. Hashi kupyo myeongseseoreul hwakkinhae hwak haewayakkaesseoyo. À, tôi phải kiểm tra lại, có lẽ tôi phải kiểm tra lại phiếu lương. Komaoyo, xin cảm ơn. Đây, từ vựng ở đây chúng ta có là thông trang đô từ đô ca tả, tức là vào tài khoản, tức là tiền vào tài khoản nhé. Các trông là nhiều loại, hoặc là chúng ta dịch là các loại. Xin chê rô là thực tế, xin chê rô hoặc là xa xin là đều là thực tế nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này ạ. À?55과 급여 명세서를 확인해 보세요. 대화 1. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네, 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. 중단해 라 아니야? 55과 급여 명세서를 확인해 보세요. 대화 1. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네. 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. 이제 mời bạn Trang với bạn Hiếu đóng vai nhé. 네, Trang đóng vai Chun và Hiếu đóng vai là Ivan. 네. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 원급이 들어왔은 텐데요. 네, 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본
본 금약인 금액인 아니더라고요. 아, 그런 각종 보험과 책임 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료는 몇 만큼 받거든요. 아, 계약서에 임금은 모두 받는 게 아니군요. 네, 급히야 명세서는 보면 신수 명액기라는 게 있는데 그게 이반 씨가 신체로 받는 돈이에요. 네, 맞습니다. 그렇군요. 다시 급여 면세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요. 네. 오케이. Vẫn đóng vai như vậy thì bạn Trang với bạn Hiếu đóng vai lại. Ivan si thông trong hoa kinh hè bắt rồi nhớ. Quân khi bị trawa sinh thêm tệ rồi. Nè, 그런데 생각보다 조금 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료는 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금은 모두 받는 게 아니군요. 네. 급여 면세서는 보면 신수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여면 세서는 확인해 보야겠어요. 고마워요. 네, 다시 확인해야 돼요. 장을 다시 확인해 봐야겠어요. 아, 야겠어요. 네. 봐야. 오케이. Để chúng ta nghe lại một lần nữa cái bài này ạ. 55과 급여 명세서를 확인해 보세요. 대화 1. 이반 씨, 통장 확인해 봤어요? 월급이 들어왔을 텐데요. 네. 그런데 생각보다 적은 것 같아요. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. 아, 그건 각종 보험과 세금 때문이에요. 계약된 임금에서 세금하고 보험료를 뺀 만큼 받거든요. 아, 계약서의 임금을 모두 받는 게 아니군요. 네, 급여 명세서를 보면 실수령액이라는 게 있는데 그게 이반 씨가 실제로 받는 돈이에요. 그렇군요. 다시 급여 명세서를 확인해 봐야겠어요. 고마워요.
Đây chúng ta xem về cái phần thứ hai này, phần từ của phần 1. Đó là kupia wa segum. Kupia đó là cái kupia miếng giấy sơ là phiếu lương. Đó, kupia neok là diễn giải chi tiết. Trong phiếu lương nó có diễn giải chi tiết. Đây ạ. Kupia neok đây là cái chỗ trên trên này. Đấy. Tiếp theo là kibon cướp. Kibon cướp là lương cơ bản. Shinsu leng ek. Shinsu leng ek đây là thực lĩnh ấy, sau khi trừ tất cả các khoản đi. Shinsu leng ek. Lương. Shinsu leng ek. Tiếp theo là seikum. Seikum là thuế nhá. Ví dụ được lương cao thì chúng ta trừ thuế thu nhập cá nhân. Sikte. Sikte đây là tiền ăn. Achim, chôm chim cho nước là mấy nghìn một ngày. Tiếp theo là chống nghe. Chống nghe là tổng tiền. Tức là tổng của lương nhận được. Công chê ha tà là khấu trừ. Trong cái bảng lương ấy, tổng nhận được bao nhiêu, kể cả làm thêm và làm lương cơ bản. Lương cơ bản xong nhân với làm thêm ấy, nhân nhân 1,5 ra làm thêm ấy, theo số tiếng ấy, thì sau đó là khấu trừ. Khấu trừ tổng là bao nhiêu, bao gồm những nội dung gì? Khấu trừ bảo hiểm, khấu trừ thuế là bao nhiêu nhá. Tiếp theo là sang yêu gươm. Sang yêu gươm đây là tiền thưởng ạ. Sang cơm này, hoặc sang yêu gươm tiền thưởng. Thuê chi cơm là tiền trợ cấp thất nghiệp. Thuê chi cơm. Thuê chi cơm là tiền trợ cấp thất nghiệp đấy. Mà người ta nói là tháng 13 đấy, sau khi các bạn nghỉ việc thì chúng ta lấy luôn 3 tháng đấy. Tiếp theo là quốc min nhân cơm. Quốc min là quốc dân đấy ạ. Nhân cơm là cái tiền mà theo năm ấy, thì là quốc min nhân cơm là đây là lương hưu đấy. Yulman chung san. Yulman chung san là hoàn thuế ạ. Nha. Các bạn ai mà làm trong doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán thì chúng ta sẽ nắm được cái này đấy, hoàn thuế. À, bây giờ mời bạn bạn mời bạn mời bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu đọc những từ vựng này Hiếu ơi. Vâng. Kupia miếng xe sơ. Kupia nang yep kibun kup chin su reng ya se kum sik te chong ya a chong ek kong che ha ta sang ya kum thuê chi kum kuk min yen kum yen man chung san. Rồi, mời bạn Trang. Cúp phía miếng xe sơ, cúp phía nè yếc, kì bồn cúp xin su niên yếc, xe cùm xích tè, trông yếc, công chê hà tà, sang yơ cùm, tuê chích cùm, cúp minh nhân cùm, dân man trong trong sàn. Nè, ok. Để trong các bảng lương chúng ta chú ý những nội dung như vậy nha. Tiếp theo là chúng ta có phần số 1 là luyện tập. Kurimun poko pokiwa poki chorom theo đơn đoán sang sao. Chúng ta xem bức tranh và chúng ta sẽ hoàn thành một vài giống như ví dụ. Đây, poki này ví dụ đây ạ. Cấp phía miếng xe sơ hay sơ. Bull hoặc kinh he. Mua hoặc kinh he ya hiểu. Tức là gì ạ? Ở cái bảng lương ấy thì phải kiểm tra cái gì? Xe cơ mi. Xe cơ mi. Đây ghi nó ghi là gì ạ? C đấy ạ. Số tốc C. Chú minh C. À, xe cơ mi. Mạng nâng chi. Chà kê san hê bộ hiểu. À, xem là cái thuế nó đã đúng chưa? Kiểm tra xem thuế đúng chưa, đúng chưa?
Thế đây nội dung đây ạ. Vẫn là câu hỏi là cứ phía miếng gì sơ ấy sơ mua hoặc kinh hay ra hiểu. Bạn Trang trả lời câu số 1 ạ. Nè. Trong nét kì mát nâng chi chàng kê sân hè bố dèo. Nè, bác sư mì đà. Thiếu gì? Cứ phía miếng gì sơ ấy sơ mua hoặc kinh hay ra hiểu. Xin bạn nên chi hoặc in hẹp dễ đây ạ, số 3. Cứ phía miếng xe 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 vô hoặc in hẹ ra tuyếu. Hẹ ra hẹo. Chắc. Nè. Kì bồn cứ phì mát nên chi chẳng kê sàn hẹ bố xe ô. Nè, bác sư mì ra. Hiếu ạ. Cứ phía miếng xe 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 vô hoặc in hẹ ra hẹo. Câu số 4 ạ. Sipika mát nun chi cha a mát nun chi chan kê san hè po seo. Nè. Bác sĩ Mita. Câu số 2. Pingane mát nun pyeonun kula thaehwa를 hoàn xong là gì ạ? À, chúng ta hãy chọn cái gì ạ? Chọn cái biểu hiện đúng vào cái dòng kẻ trống để hoàn thành hội thoại. Làm câu số 1. Câu số 1 thì bạn Trang làm, câu số 2 bạn Hiếu làm nhé. Các bạn xong chưa? Ừ. Em xong rồi. Trang đọc và dịch câu trên à? Nè. Ibon ta đây nên quân cướp bì cho cơ mà nên có cả thảo. Nghĩa là gì? À, tháng này tháng này lương có vẻ nhiều. Lương có vẻ cao hơn một chút. Ok. Tiếp theo. Cốt ít sư miền chú sắc kỳ nì gà sang nhớ cùm y cắt chi nà vát sân cơ yếu. Cốt ít miền chú sắc kỳ nì gà vì là sắp Trung Thu. Vâng. Và cũng đấy là vì là sắp Trung Thu em nhé. Đó. Vì sắp Trung Thu. Ừ.
Tiếng là phát công thu nên. Còn vì sắp công thu nên gì ạ? Sẽ có tiền thưởng. Nên cái tiền thưởng ấy thì là nên chắc là, nên chắc là có cả tiền thưởng. Sang như cơm, sang như cơm ý, hạt chi, mà hoa sưng, cô ấy chắc là cả tiền thưởng vào trong đó. Câu thứ hai mình Hiếu làm xong chưa Hiếu ơi? Xong rồi ạ. Vâng, Hiếu đọc và dịch cả lớp này. Chú minh xe hạ cổ, số tức xe nâng mùa ớ. Cái này là thuế cư trú và thuế thu nhập là gì? Số tức, cơ, số tức xe là thuế thu nhập em ơi. Vâng. Chú minh xe là thuế cư trú đúng không? Đúng rồi. Thuế cư trú và thuế thu nhập là gì? Cư cơn ôn cư pê tê hăn kì bôn chơ kín xe cưm y ê ô. Đúng rồi, kì bôn chơ kín là cơ bản. Nó là cái thuế cơ bản về lương. Cái đó là thuế cơ bản về lương, tức là liên quan đến lương thì nó là những cái thuế cơ bản, thuế cư trú và thuế gì ạ, thu nhập cá nhân. Câu 3 và câu 4, câu 3 lại mở trang, câu 4 sẽ là mở Hiếu. Bienvenidos a Sincero Partner Phone. Hoặc in hàng thì mình vua khói ra hề ô. Xong chưa? Trang Hiếu xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi, Hiếu làm câu của Hiếu chưa ạ? Con nơ sư nâng ở tất kê san heo, tiền thưởng thì được tính như thế nào? Rồi. Phổ thông môn kì bôn kì chú nư rô 100%, 100% đọc như thế nào đấy? À? Cái từ 100% đọc như
Pet pro hoặc là pet percent thư. Pet pet percent thư. E pet percent thư. E đó kê kê san heo. Thì cái nào? Thông thường chọn cái keypon keypon cướp. Keypon cướp. Thường thì thường tính thường thường dựa trên mức thường dựa trên cái cơ bản 100% hoặc 200% thường tính theo mức cơ bản 100 hoặc 200%. Đúng rồi, 100 200% là dựa theo cái mức lương cơ bản. Cơ bản. Ok. Cái bonus đấy. Tiền thưởng này. Tiếp theo mời Trang câu số 3. Cúpia miếng xe sơ sơ xin chế độ bắt nên tôi nên hoặc in hà địa miền mua bò ya heo. Nếu muốn kiểm tra tiền nhận thực tế xin chế độ thực tế phiếu lương thì phải làm như thế nào? Xin su miếng ép kỳ ra cô sư gia ít nên bu bu nên bố xeo. Hãy nhìn vào chỗ viết bảng lương thực tế. Xin su xin chú đi nhé, đây là cái thực lĩnh rồi nhé. Chúng ta chọn ý đó là ý đúng rồi. Tiếp theo chúng ta vào phần hội thoại số 2. Hội thoại số 2 này, đây là cuộc nói chuyện giữa Yo-chi-un và Khan. Thì người ta nói ạ, Khan-chi, annyeonghaseyo, yo-chum mani papu-chiyo, dạo này rất là bận đúng không? Nè, vâng, iri mannaseo. 지난주에도 계속 야근했어요. 그래요. 요즘 nhiều việc. Vâng. Vì nhiều việc nên tuần trước cũng tăng ca, cũng đã tăng ca liên tục. 그렇게요. 왜야? 곧 명절이라서 그런지 일을 아 일이 물리네요. 그럼 sắp tới là kỳ nghỉ lễ. Không biết có bị ngập trong công việc không nữa. 그래도 dù vậy, 야근 수당도 받고, cũng nhận được cái tiền làm thêm. 상여금도 받으니까, vì là nhận được cái tiền thưởng, tức là vì, cho dù như vậy, vì nhận được tiền thưởng và cái tiền tăng ca. 이번 달은 부자 되겠어요. Tháng này thì trở thành như đại gia. 부자 là người giàu ấy ạ. 부자 되겠어요 chắc là thành đại gia. Giờ chị quân. Haha. 휴일에는 좀 쉬세요. Những cái ngày nghỉ thì hãy nghỉ một chút. 돈도 좋지만 tiền cũng tốt nhưng mà 건강 또 챙기 쉬어야 chiều. Tiền cũng tốt nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe nữa đúng không? Cứ kêu tôi sẽ làm như vậy. Cô bao rồi, xin cảm ơn. Thế also crunchy gắn liền với động từ tính từ thể ra chỉ ra thể hiện một lý do không chắc chắn. Đây crunchy cốt miếng trơn y đà sơ crunchy 이리 물리네요. Tức là người ta đoán sắp tới kỳ nghỉ lễ thì là sẽ là nhiều việc. Được chưa? Còn bây giờ mời các bạn nghe nhé. 대화 2. 칸 씨, 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘지요? 네. 일이 많아서
지난주에도 계속 야근을 했어요. 그러게요. 곧 명절이라서 그런지 일이 몰리네요. 그래도 야근 수당도 받고 상여금도 받으니까 이번 달은 부자 되겠어요. 휴일에는 좀 쉬세요. 돈도 좋지만 건강도 챙기셔야죠. 그럴게요. 고마워요. 대화 2. 칸 씨, 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘지요? 네, 일이 많아서 지난주에도 계속 야근을 했어요. 그러게요. 곧 명절이라서 그런지 일이 몰리네요. 그래도 야근 수당도 받고 상여금도 받으니까 이번 달은 부자 되겠어요. 휴일에는 좀 쉬세요. 돈도 좋지만 건강도 챙기셔야죠. 그럴게요. 고마워요. Còn bây giờ mời bạn Hiếu đóng vai là Khan, còn bạn Trang đóng vai là Yêu Chí Quân nhé. Nè. Khan chị, 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘지요? 네, 일이 많아서 지난주에도 계속 야근을 했어요. 그러게요. 또 명절이라서 그런지 일이 멀리 네요. 그래도 야근 수당도 받고 상여금도 받으니까 이번 달은 부자 되겠어요. 아, 휴일에는 좀 쉬세요. 돈도 좋지만 건강도 챙기 쉬어야죠. 네, 오케이. vẫn đóng vai lại như vậy nhé. Vẫn đóng vai lại như vậy, các bạn đóng lại, đóng vai một lần nữa. Khan chị, 안녕하세요. 요즘 많이 바쁘죠? 네, 일이 많아서 지난주에도 계속 야근은 했어요. 그러게요. 또 명절이라서 그런지 일이 몰리네요. 그래도 야근 수당도 받고 상여금도 받으니까 이번 달은 부자 되겠어요. 하하, 휴일에는 좀 쉬세요. 돈도 좋지만 건강도 챙기셔야죠. 그런게요. 고마워요. 네, chúng ta gì ạ? Đi làm kiếm tiền được lương thì chúng ta cũng lưu ý là giữ gìn sức khỏe nhá. Không phải là làm bằng mọi giá. Con tôi chút chim ăn. Con tôi chút chim ăn. Con tôi chút chim ăn. Con gắng. Con gắng tôi. Chân kỳ chưa giặt chịu. Con gắng tôi. Chân kỳ xoay ra. Chịu. Chân kỳ ta duy trì sức khỏe. Ở đây ạ, à, đi bún ly đà, bị ngập trong công việc, và gia cân cả đêm hoặc là làm thêm. Ở đây ạ, à, chúng ta tìm hiểu về su tang. Thì các bạn đã biết cái cách tính lương ở trong các công ty rồi chưa ạ? Các bạn biết cách tính không ạ? Cách tính? Biết ạ? Biết quá đúng không? Vâng. Ví dụ như làm ngày chẳng hạn, làm ngày thì làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đúng không ạ? Và từ 6 giờ đến 9 giờ và chúng ta tính là làm thêm. Cái phần làm thêm này là nhân với 150% lương đúng không ạ?
Vâng. Thêm nữa là nếu mà làm ngày như vậy, qua thời gian làm thêm mà qua 10 giờ, tức là tính vào giờ làm đêm, thì mà giờ làm đêm đó thì được 200% đúng không ạ? Vâng. Ờ. Còn làm thêm ngày nghỉ, đúng không? Làm thêm vào ngày nghỉ thì là tính là 150% cả ngày đúng không ạ? Vâng. Còn lại lại là làm thêm vào ngày nghỉ nữa thì là, tức là làm vào ngày nghỉ thì được 150%, còn làm thêm vào ngày nghỉ được 200% đúng không ạ? Còn làm đêm vào ngày nghỉ thì như nào cũng tính là làm thêm đúng không ạ? Là được 200%. Còn làm vào ngày lễ thường là sẽ được 300% đúng không ạ? Vâng. Đấy. Thì ở đây chúng ta tương tự như vậy thôi ạ. Cách tính của người ta 12 giờ, 6 giờ người ta chia nhỏ thời gian ra. Hộp chân cân lô chi gan. Hộp chân cân lô chi gan đó là từ 6 giờ đến 9 giờ. Cân mù là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nha. Đấy, thời gian cân mù, thời gian làm việc ấy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Và thời gian nghỉ trưa đó là vào 12 giờ, tức là từ 12 giờ đến 1 giờ là một thời gian nghỉ trưa. Đấy là thời gian theo luật, tiêu chuẩn. À, tiếp theo là dân trang cân lô chi gan. Cái thời gian tăng ca, ví dụ từ thời gian tiêu chuẩn từ 9 giờ 6 giờ nhưng làm đến 8 giờ thì 2 tiếng đấy là thời gian tăng ca được cộng thêm 2 tiếng. Tiếp theo ya gan kulochigan là thời là làm đêm. Làm đêm thì là từ 10 giờ đến 6 giờ sáng. Đấy, như bên Hàn Quốc họ tính như vậy. Hyun kulochigan làm vào ngày nghỉ. Ngày nghỉ thì đi làm đấy ạ. Tiếp theo, sudangun patta là nhận tiền thưởng, nhận tiền lương đấy ạ. Tiếp theo, poham tuida là được bao gồm cộng gộp, tức là lương cộng với sudang, là người ta sẽ có các hình thức trả lương như này ạ. Lương cộng, tức là lương lương cục ấy ạ, đã bao gồm lương và sudang, tức là tiền làm thêm ấy. Ở tiếp theo, Kibon cướp là cái to, sau đó là tính riêng ra là pientoro chikupada, tức là trả riêng, và kabunhada là tạm ứng nhá. Kabunhada tạm ứng tức là cái lương thì sẽ làm được như cái miếng bánh vàng vàng to này, nhưng mà tạm ứng cho người ta một ít đấy. Tiếp theo si cướp đây là lương giờ. Đây, ví dụ như là ở Hàn Quốc ấy thì những năm ngày xưa thì chỉ có 5.210 won một giờ thôi, nhưng các bạn biết bây giờ là bao nhiêu tiền một giờ không ạ? Không biết ạ. Không biết ạ. Còn 9.000 đâu mà. Bây giờ nhiều rồi. Tiền lương giờ Hàn Quốc đây, tối thiểu Hàn Quốc đây, năm 22 tại Hàn Quốc đây là 9.160 won trên một giờ này, khoảng độ 7,99 đô đây nha. Và lương cơ bản nó sẽ là 1.914.440 won, đấy là lương cơ bản theo tháng tối thiểu nha. Các bạn nhân 20 lên thì biết ngay là bao nhiêu tiền. Đây là khoảng 1.674 đô. Đây là lương cơ bản tại Hàn Quốc đấy. Lương ngày làm 8 tiếng đấy. Được chưa? Đấy nhé các bạn nhé. Thì tiếp theo là Iltang là lương ngày. Còn Chuecheo Imgum là lương tối thiểu. Nha. Im cơm cũng là lương này ạ. À, bây giờ mời các bạn đọc phần từ vựng này ạ. À. Mời bạn Hiếu đọc trước ạ. Ấp chân cân lô si can. Dân trang cân lô si can. Gia can cân lô si can. Hiu in cân lô si can.
sutangin pata koham peta pienlo pientoro chikupata kapunata chikup intang chue chue chơi im cum bước trong cân lô si can yên trang cân lô si can ya can cân lô si can hiu in cân lô si can su tang un bát ta ho ham tuê ta biên tô tô rô chi cúp hà ta cáp bùn hà ta si cúp in tang chê chơ im cúm. 네, 주처 임금. 오케이. 어, tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần luyện tập số 2. Và đầu tiên là chúng ta có câu số 1. Đó là chọn biểu hiện đúng cho vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại. Thì ở đây chúng ta có chữ bóng to làm chữ. Đây ạ. Nhà căn cần lô su tăng ngân ở mai ấy. Đó là gì ạ? Là gì các bạn? Tiền. Tiền làm đêm đúng không? Là bao nhiêu? Tiền làm đêm là bao nhiêu? In hang chi gan man khum chui ho. Tức là bao nhiêu cho tiền đấy? Là bao nhiêu thì trả tiền đó? Gì đó ạ? Hajiman nhưng in ban kun mo si gane boda dopayo. In ban là bình thường nhé, thông thường nhé. So với gì ạ? So với si cấp. So với si cấp của cái thời gian làm việc bình thường ấy thì cao hơn một tay hồ. Câu số 2, các bạn đọc và dịch như thế nào? Sư ta ngân ơn chê bà tân suy sơ yô. Khi nào thì nhận được tiền thưởng? 이번 달에 이번 달에는 수당이 안 나온 것 같아요. 아독제니 수당은 언제 받을 수 있어요? Khi nào được nhận được tiền? Khi nào được nhận được tiền? Suđang là cái tiền mà làm thêm ấy. Khi nào nhận được tiền thêm? Phổ thông quân cứ về. Cái gì nào thì ca quân cứ phá vô cắt chi chi cướp tiêu thì sẽ gì ạ? Chi trả cùng với lương. Thì là gì ạ? Điền gì vào đây ạ? Ô hâm tuệ. Ô hâm. Ô hâm tuệ. Ô hâm tuệ. Ô hâm. Ô hâm. Ô hâm tuệ. Nào thì cả. Ok. À gì ạ? Bình thường thì sẽ cộng gộp vào với lương. Vì bình thường cộng gộp vào với lương nên sẽ chi trả cùng với lương. Câu số 3, chúng ta dịch như nào? Câu số 2 như nào các bạn? Ý vươn rằng tháng này tu tăng y án đáo ơn cơ các thầy không?
Tháng này có khỏe nhưng không có tiền làm thêm. Có vẻ tháng này có vẻ không có tiền làm thêm. Thêm nữa. Nè. Kiêng ni quay sơ. Kiêng ni quay sơ là của phần kế toán ấy. Bunjega iso sơ. Kiêng ni quay sơ. Bunjega iso sơ. Tức là có vấn đề ở bên bộ phận kế toán. Iwan tan man. Thì chúng ta chọn cái gì ạ? Tiền toro chi cướp ha tèo han tèo bác sĩ là tiền toro chi cướp han tèo đó là gì ạ? Vì tháng này bộ phận kế toán có vấn đề cho nên là không cộng vào bên lương luôn mà trả riêng. Trả riêng. Ok. Câu số 4. Chi cướp vi ở mai ạ? Lương theo giờ là bao nhiêu? Phổ thông ngân bình thường phổ thông ngân khi chun euro kê san hem bình thường. Bình thường là gì ạ? Chơi chơi in cơm hay là in tăng? In tăng. In tăng đúng rồi, lương ngày, tính từ lương ngày. Tính theo lương ngày. Lương ngày thì ra lương giờ. Và phần bức tranh số 2 thì chúng ta xem là bốn bức hình này nó tương đương với những cái chữ nào. Ở số 1 chúng ta chọn gì ạ? Số 1 là Pup chung Kulosikan. Pup chung. Ok. Pup chung Kulosikan. Ok. Pup chung Kulosikan. Tiếp theo số 2. Hewin Kulosikan. Hewin Kulosikan. Hewin. Tiếp theo số 3. Yakan Kunoshitan. Yakan? Yakan Kunoshitan. Đúng thế. Yakan Kunoshitan. Cuối cùng. Yonchan Kunoshitan. Yonchan, nó có chữ Yonchan ở chỗ thân xanh nhỉ. Ok. Đây ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bảng lương. Ivan Chie, cướp phía miếng dê sơi vì là đây là cái bảng lương của Ivan. Chàng Igo Chibure Thạc Phan Thiều, hãy đọc cho kỹ và trả lời câu hỏi. Đây ạ, bảng lương tháng 6 năm 2014. Song Miêng là họ tên là Ivan. Sao Quân Vân Hô là số mã số nhân viên. Đấy. Đây ạ. Cướp phiêu chăn chân kỳ gàn. Đấy là cái thời gian mà được tính nhỉ? Tính từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6. Ươn hèng, ngân hàng, là ăn cúc ươn hèng. Kê cho vân hô, đây là kê cho vân hô của bạn ấy. Xê bùn nè yếc, đây là cái nội dung cơ bản. Cướp phiêu nè yếc, những nội dung chi trả. Cướp phiêu chống nhắc là tổng lương. Chê cơm nè yốc là chi tiết về thuế. Không chê nè yốc là những khoản khấu trừ. Đấy. Từ 1.172.000 won. Thuế là 11.976 won. Không chê chống nhét là phần trừ. Khấu trừ. Khấu trừ bao gồm gì ạ? Khúc minh dân cơm. Cơn căng bồ hôm.
của Yong Bu Hom là tổng là 83.300 thì cộng hai quả này vào xong lấy cái tổng trừ đi thì còn lại 107.980, thì đấy là cái tổng lương. Và đây là cái xin su dương nhé là 1.079.880 won, đấy là cái bảng lương. Và đây chúng ta có đây ạ, Ivan Siga, Ivan Tade, Shinjiro Patnun Thunun, Almai Mika, là bạn Ivan vào tháng này tiền gì ạ? Cái tiền mà được nhận thực tế là bao nhiêu? À, ý số mấy ạ? Ý số 2 đúng không các bạn? Rồi. Cúp phía miếng dê sơ ê tê hàn về cái bảng lương ấy. Sơn miếng euro, ảnh mà chân cửa sơn cô rư chí kiểu, hãy chọn cái đúng về cái lời giải thích về cái bảng lương. Ivan Sinan, chê cơm euro, 10.888 won net sumida, tức là Ivan phải trả thuế là 10.888 đúng không ạ? Không đúng không ạ? Ivan Chien 고용 보험에 가입하지 않았습니다. Đây ạ, 고용 보험 đây ạ, có tham gia đây ạ, nhưng người ta bảo là 가입하지 않았습니다 là không tham gia, là sai. Ivan Chien 법정 근로 기간에 về ilen hetsumida, là ngoài cái thời gian mà luật quy định thì có làm thêm ngoài. Ở đây có làm thêm ngoài không ạ? Có. Đây là có khi buôn cướp này, có tăng yên trang này, gia can này, có làm thêm ngoài quá gì ạ? Ivan Chiga 2013년 6월에 일한 것에 대한 임금입니다. Và đây là cái lương về cái ngày làm việc, lương về cái công việc vào tháng 6 năm 2013. Cái này là sai, đây là tháng 6 năm 2014. Cho nên là những con số này thì đều có xuất hiện trong bài, nhưng mà ngược lại, chê cơm này, của Yong Bu Hom này, nhưng có mỗi câu số 3 là đúng ạ. Nhá. Ok các bạn. Về tiếp theo về chương bô phần thông tin ấy, đó là về lương tháng. Lương tháng bên Hàn thì y hệt như lương tháng Việt Nam, chả có gì cả đâu. Đây, tiền thưởng, tiền nhận được đây ạ. Yeon chang kilo. Yagan kilo, kyuin kilo, kyuin yeon chang. Kyuin yagan. Đấy thì chúng ta lưu ý cái cách cái lương cũng như kiểu bên Việt Nam mình thôi ạ. Đây ạ, về lương theo luật đây ạ. Năm 2011 này, lương giờ chỉ có 4.320 won một giờ thôi. Mà bây giờ lên đến 9.000 thì các bạn. Nhá. Thế nên chúng ta cố gắng là bây giờ lương rất là cao. Chúng ta cố gắng là đi làm lương cao nhé. Phần EPS topic thì chúng ta để ngày hôm sau chúng ta sẽ làm các bạn nhé. Ok, suwa seyo. Oh, 오늘 여기까지 합니다. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네, 잘 자요.